Ôi, ngày nào nhà con cũng ăn thế này bố ạ. Việc gì thì việc ý, riêng việc ăn uống phải đàng hoàng. Nhưng mà bố chẳng bao giờ chơi với con cả, bố chỉ chơi với cả với tivi thôi. Nó nói đúng đấy, đúng sự thật đấy nhỉ. Bố xin lỗi con. Cô làm cái việc gì mà bây giờ mới về? Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi đói sắp ngất rồi đây này. Em bận việc cơ quan gấp nên phải ở lại làm nốt. Nếu mà anh giúp em đón con thì đã ăn. Này, cái việc đón con, việc bếp núc là việc của đàn bà. Cô phải tự biết mà sắp xếp chứ. Thôi được rồi, anh giúp em tắm cho con đi. Em phải đi nấu cơm đã, không thì muộn mất. Cô đừng mà đùn đẩy công việc nhá. Nấu cơm nhanh rồi tắm cho con đi. Tôi còn bận xem tivi. Mẹ ơi, đợi mẹ một lát nhá. Bây giờ mẹ đi nấu cơm đấy. Anh lên nấu đi, còn lề mề gì nữa. Hôm nay bố ra thăm các con đây. Ôi, bố, bố ra chơi đấy ạ. Bố ạ. Cất đi, mẹ gửi lên cho đấy. Bố lên nó sách cho, bố lên nhà ngồi chơi đi bố. Con chào bố. Bố ra chơi mà không báo với con. Để con ra đón bố ạ. Tôi cũng định bảo anh đón, nhưng tôi nghĩ anh đang bận cái gì đấy thì nên tôi gọi xe ôm cho nhanh anh ạ. Bố cứ nói thế, bận gì thì bận. Chứ tiếp bố vợ ấy, thì việc gì con cũng giải hết ạ. Anh cứ nói thế chứ, anh đã là con cháu trong nhà rồi thì có việc gì mà phải khách sáo thế. Bố ông vào chơi với con đi. Hai ông cháu vào chơi rồi chơi đi. Có việc gì thì bố giúp con. Thôi bố cứ để con làm quen rồi mà. Bố ra ngồi chơi uống nước với chồng con đi. Ôi, bố ra đây ngồi chơi với con đi ạ. Việc bếp núc cứ để vợ con làm. Vợ con làm một tí là xong ấy mà. Bố làm cái gì? Thế có việc gì thì cứ gọi bố nhé. Vâng, bố cứ ra kia đi. Mấy khi bố đã lên mà. Cứ để con gái nấu cho bố ăn những món thật ngon bố nhá. Mà bố dặn này, nấu đơn giản thôi nhá. Đừng đích kích, vất vả lắm đấy con ạ. Con biết rồi mà, bố cứ lên đi. Bố nói con rồi, nấu ít thức ăn thôi, nấu nhiều thế này cho cả xã cả huyện nhà mình ăn à? Mà bố ra đây chơi, các con làm gì phải khách sáo thế hả? Bố ơi, ngày nào nhà con cũng ăn thế này bố ạ. Việc gì thì việc ấy, riêng việc ăn uống phải đàng hoàng. Vâng, đúng rồi bố ạ. Anh Long tính hơi khó ăn, thì nhà con quen ăn uống nhiều món rồi. Thì ra thế đấy. Mẹ ơi, mẹ tắm cho con. Đợi mẹ một lát nhá. Để ông vào tắm cho đó cho. Thôi không cần đâu bố, để con tắm cho cháu. Xưa này cháu chỉ quen mẹ tắm cho thôi. Thế bố là không tắm cho nó được à? Ôi bố ơi, tắm rửa để việc của đàn ba, sao bố bảo con làm? Thôi bố với anh ăn cơm đi, con tắm cho cháu một lát rồi con nên ăn ngay mà. Nhanh lên nhé. Dạ vâng ạ. Thôi bố ăn cơm đi ạ. Để con xới cơm cho bố nhá. Em ơi, nước mắm sao không cho ớt à? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi mà không nhớ. Như thế này làm sao mà ăn được? Thôi, anh để tôi đi lấy cho. Nó đang tắm cho cháu. Thôi, bố không ngồi đấy ạ. Để con lấy. Bố biết chỗ nào mà lấy ạ. Ôi, nó quá nhỉ. Bố ơi, bố một lấy rồi ạ. Em ơi, lấy nước cho anh bố nào. Đây ạ. Con phải bố với anh uống nước nha. Uống nước đi bố. Anh thấy là quần áo khô rồi đấy. Em ra em giúp vào nhá. Với lại là cho anh bộ quần áo. Sáng mai em đi làm. Vâng ạ, thế thì để lát nữa. Em còn chưa ăn cơm. Và bé Xu cũng chưa ăn xong nữa. Ui giời, bố với anh ăn xong từ đời nào rồi. Bây giờ em với con chưa ăn xong à? Anh biết tính con ăn hay ngậm mà. Với cả em bù bù nãy giờ cũng đã ngồi xuống ăn được đâu. Hết nấu cơm, tắm giặt, rồi lo nhà nữa. Đúng. Em nói như thế, bố nghe thấy, bố lại tưởng là anh bắt em làm những việc đấy. Bố nhờ? Bố không nghĩ thế đâu, chuyện này là của phụ nữ bọn con mà.
Thôi hai mẹ con ra ăn cơm đi, đói gì đấy từ sáng giờ vất vả. Dạ vâng ạ, thế bố với anh ngồi uống nước để con xuống bếp vậy ạ. Thôi bố nước đi ạ, mời bố. Đấy bố ạ, thời buổi bây giờ ấy, ăn uống cái gì cũng sợ, nhiều hóa chất lắm, bố phải cẩn thận bố nhá. Thôi được rồi. Việc gì ra việc đấy. Cứ lưu tha lưu thôi lưu thách ấy. Việc nọ so việc kia. Đấy, bố xem. Bảo sao nhà cửa suốt ngày bừa bộn ấy. Cái này không thấy con đang gọi mẹ được giải toán mà. Su, lại đây ông dạy. Yeah, ông gọi là số 2. Thế ai là số 1 hả con? Mẹ là số 1, mẹ là người yêu con nhất. Mẹ là số 1, ông là số 2. Thế bố là số mấy? Bố là số 5, à không, bố là số 10 sau của chủ nhiệm của con. Đúng rồi. Thế mẹ là số 1, mà ông là số 2, thì ít nhất bố cũng phải số 3 chứ. Nhưng mà bố chẳng bao giờ chơi với con cả, bố chỉ chơi với điện thoại và tivi thôi. Bố ơi, trẻ con nó không biết gì, nó đùa đấy mà bố. Nó nói đúng đấy, đúng sự thật đấy nhỉ. Cháu của ông ngoan lắm. Rồi học nha. Anh ơi, anh xem cho em cái đồ đấy, đồ nặng quá. Ôi anh, cô tự đi mà cầm. Suốt ngày cứ nhờ vả. Để bố xách cho, bố xách chút. Thôi bố ơi, để cô ấy cầm đi. Việc này là việc của đàn bà, bố không phải làm gì cả. Để anh muốn cho em xách nước được không? Để quá. Suốt ngày cứ kêu ca. Thôi được rồi, tí nữa rồi mua. Ơ, cô làm sao thế? Sao cái taxi? Đi gọi taxi! Dạ... Taxi! Sao thế con? Con! Tỉnh đi con! Bố à? Vợ con sao rồi? Dạ... Vợ con được ăn một chút, xong ngủ rồi bố ạ. Vợ con chửi hắn ạ không biết. Con xin lỗi. Thôi, thế cũng là may rồi, không làm sao. Chỉ nghỉ vài ngày ăn uống tử tế ngủ mê là tốt thôi. Nhưng mà từ giờ về sau, con giúp đỡ nó lao động nhiều nhé. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi cũng không phải bênh con gái thế đâu. Vì tôi là đàn ông mà, tôi có lúc nghĩ như anh ấy. Nhưng mà thôi, chuyện vợ chồng, bảo ban nhau mà sống nhé. Con gái yêu của bố, bố biết, bố đã sai rồi con ạ. Hôm nay bố nhìn con mệt mỏi, luôn chân luôn tay, trong khi chồng con thì ngồi đấy thản nhiên tận hưởng sự tiện nghi của cuộc sống. Bố cũng đã tưởng như chồng con bây giờ, cũng ngồi đấy chờ mẹ con phục vụ từng việc nhỏ của nhặt trong gia đình. Bố cũng ít khi đỡ mẹ con, nên nhiễm nhiên mọi việc nhà cửa, con cái đã hằn sâu trong đầu con và việc của phụ nữ. Bố có lỗi với mẹ con, với con và cả cháu của bố nữa. Bố muốn làm gì đó để giúp con, để lên tiếng, bênh vực sự công bằng cho con. Nhưng bố còn nói gì được mẹ con, khi chính bố trước đây cũng đã từng làm như thế. Gương sai, sao bảo được điều đúng đắn. Bố chỉ mong chồng con ngày nào đấy sẽ nhìn ra con gái của nó cũng sẽ có ngày làm dâu, làm vợ như thế. Bố yêu con. Con, bố xin lỗi con. Bố
xin lỗi con. Em dậy rồi đây à? Anh nấu cơm xong cả rồi. Em vào rửa mặt cho tỉnh, rồi ra ăn cơm nhé. Sao lại thế này? Thôi, anh để em dọn cho. Thôi, em đang mệt, cứ để anh làm cho. Thủy này, thời gian qua anh đã quá vô tâm với em. Anh cứ nghĩ mọi việc ở trong nhà đều là việc của em. Anh cưới em về làm vợ, chứ không phải để làm mẫu xin đâu. Anh tha lỗi cho anh nhé. Bố à, bố ơi, bố tha lỗi cho con bố nhá. Thời gian qua con thật đáng trách ạ. Đáng lẽ ra con phải là người chăm sóc cho vợ con, chứ không để vợ con chăm sóc cho con ạ. Nhờ có bố con mới hiểu ra đấy ạ. Con hiểu là tốt lắm rồi. Bố chỉ mong các con sống hạnh phúc thôi, và biết chia sẻ cho nhau lúc buồn vui. Dạ vâng. Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ. Mẹ ơi, con đói. Ừ, con của bố đói à? Rồi, để bố cho con ăn, rồi đi học nhá. Ừ, nào, vào đây cho bố. Con cảm ơn bố nhiều lắm ạ.